Tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các công nhân bị mất tích tại thủy điện Giao Trang 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào sáng nay, thời tiết tại Giao Trang đã bắt đầu có nắng. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng triển khai các lực lượng phương tiện cơ động vào hiện trường. Trong ngày thứ hai, thì các lực lượng tiếp tục đào bới sâu ở các khu vực bãi bồi, nơi có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào. Để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều thêm một máy múc cỡ lớn vào hiện trường. Công tác tìm kiếm được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Công tác tìm kiếm tại hiện trường hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng nước chảy tại sông Giao Trang đang khá lớn. Tuy vậy, quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm là rất lớn, tranh thủ điều kiện thời tiết với tinh thần khẩn trương nhất. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lấy ý kiến hội thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 160/2018 NĐ-CP và dự thảo nghị định về thành lập quản lý quỹ phòng chống thiên tai. Đợt lấy ý kiến này gồm 34 tỉnh thành từ Đà Nẵng trở ra với mục đích là thu thập đóng góp từ thực tiễn cơ sở để hoàn thiện các dự thảo nghị định của chính phủ và bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai cho rằng trong những năm gần đây, thiên tai với hình thái dị thường, cực đoan đã trở thành nỗi lo của nhiều địa phương trên cả nước và thế giới. Sự tàn phá của thiên tai đã tác động lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Trong khi đó, các văn bản pháp luật trước đây so với thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Chính vì thế, lần sửa đổi này sẽ tập trung hoàn thiện các cơ chế trong công tác ngăn ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giúp cho công tác ứng phó với các loại hình thiên tai kịp thời và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc sửa đổi các điều tại nghị định thành lập quản lý quỹ phòng chống thiên tai cũng chú ý đến các yếu tố minh bạch, công khai, hiệu quả, tránh trường hợp điều phối cảm tính, dàn trải đều cho các địa phương, có nghĩa là quỹ phải sử dụng đúng mục đích, địa phương nào bị thiên tai nặng sẽ phân bổ nhiều hơn và ngược lại. Trong nỗ lực chủ động phòng chống thiên tai thì trồng cây gây rừng là giải pháp hiệu quả giúp điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Với mục tiêu đó, vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Tiền Phong và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ phát động trồng cây với thông điệp Vì một Việt Nam xanh. Hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đã có 200 cây thông được trồng tại lễ phát động, chuyển đi thông điệp Giấc mơ đại ngàn. Cũng trong đợt này, các đơn vị đã tài trợ cho tỉnh Gia Lai số tiền là 1,3 tỷ đồng để trồng cây gây rừng. Tỉnh Gia Lai cũng đã có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương triển khai trồng cây, trồng rừng trong năm 2021. Còn vào sáng nay, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm 2020 và bàn giải pháp đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021. Trong năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm 2019. Để phát triển bền vững ngành gỗ, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế, xúc tiến kết nối giao thương, tìm kiếm kênh phân phối mới trên phạm vi quốc tế. Tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt phục vụ sản xuất ở xã Đắc Ra, huyện Đắc Min của tỉnh Đắk Nông đã tồn tại từ nhiều năm nay, đặc biệt là nguồn nước sạch sinh hoạt ngày càng khan hiếm hơn khi vào mùa khô, khiến hàng trăm hộ dân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mặc dù tình trạng này đã được chính quyền địa phương và người dân phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Hảo ở thôn 5, xã Đắc La, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, may mắn khoan được giếng có nguồn nước ổn định, nên sau khi đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của gia đình, ông còn phục vụ cho nhiều hộ dân xung quanh. Ông Hảo cho biết, để có nước sinh hoạt, có hộ đã phải khoan giếng tới 2-3 lần, có khi tới độ sâu hơn 150 mét với chi phí rất lớn mới trúng được mạch nước ngầm. Bà con ở đây, vùng này là vùng toàn đá bàn, cho người ta đã đào nó rất khó. Hai là khoan chỗ có chỗ không có nước. Nên là bà con mà một cái vùng nào đó mà mấy nhà mà người ta đào được một cái thì có khi 4-5 nhà ăn là nó thiếu nhiều lắm. Nhà này bơm được một tí thì nhà kia cũng thiếu. Ở xã Đắc La, huyện có công trình cấp nước tập trung thôn 7 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Đắk Nông quản lý vận hành. Tuy nhiên, chỉ đáp ứng cho khoảng 300 hộ trong tổng số 2.700 hộ dân của xã. Các khu vực còn lại, người dân phải mua nước hoặc sử dụng nguồn nước giếng đào, nước suối, nước mưa không đảm bảo vệ sinh.
Người dân ở chúng tôi mặc dù cũng đã có một cái ấy nước ở dưới kia, nhưng mà người dân ở đây là hầu hết là đều thiếu nước, phải đi mua nước. Cứ tới tình trạng này vài mét như vậy thì chúng tôi là cũng không thể mà chịu nổi. Xã cũng đã đề nghị tỉnh là có giải pháp về lâu dài là sẽ bơm nước sạch ở đập Đô Di 2 tại thôn 5 và đặt trạm bơm sau Ủy ban dân xã Đắc Gờ La. Trước tình trạng người dân xã Đắc La thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, Ủy ban nhân dân huyện Đắc Minh đã chỉ đạo các ban ngành địa phương vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm đúng mục đích. Nạo vét giếng đào, vận động người dân có giếng khoan chia sẻ nguồn nước cho những hộ không có nước dùng do giếng cạn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành chức năng xem xét sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tại đập Đô Ri 2 để cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương.